Phần tiếp theo là mình học về phân bón hóa học. Phân bón hóa học bài. Phân bón hóa học. Phân bón hóa học. Đấy chưa? Ở trong cái bài phân bón hóa học này thì chúng ta chỉ cần nắm vững một số cái kiến thức căn bản như sau. Thứ nhất, định nghĩa phân bón hóa học là cung cấp các nguyên tố như là nitơ, phosphor, kali cho cây trồng. Thì đầu tiên mình học về A nhỏ là phân nitrat, phân đạm. Với bọn phân đạm thì mình cần làm rõ một số vấn đề như sau. Thứ nhất là nó cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng. Được chưa? Thứ hai là hàm lượng của phân đạm thì được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của nitơ trong phân nhá. Hàm lượng phần trăm khối lượng của nitơ trong phân. Thế thì trong phân đoạn này nó được chia ra thành ba cái loại chính. Loại thứ nhất là phân nitrat thì nó cung cấp nguyên tố nitơ dưới dạng ion NO3 trừ. Được chưa? Cung cấp nguyên tố nitơ dưới dạng ion NO3 trừ. Đấy nhá. Thế còn lại ưu điểm và nhược điểm của phân nitrat, chúng ta gần như là không cần thiết phải quan tâm nhiều đến ưu điểm và nhược điểm của phân nitrat nữa. Được chưa? Bởi vì là thực ra thì những cái ưu điểm và nhược điểm của phân nitrat thì chúng ta cũng không cần phải thực sự là quan tâm đến nhiều nhá. Không cần phải quan tâm đến nhiều. Được chưa? Thứ hai là mã là phân amoni thì nó cung cấp nguyên tố nitơ dưới dạng ion amoni là ion N4 cộng. Thì mình lưu ý này, cái thằng phân amoni này N4 cộng chúng ta có tính axit đúng chưa? Nên là nó dễ làm đất hóa chua. Làm đất bị chua. Bị chua, chua có nghĩa là một cái cụm từ để dành nói cho đất khi mà bị axit hóa nhá. Vì vậy nên là thứ hai nữa là không bón cùng với lại vôi bột. Tại sao? Tại vì vôi bột của chúng ta là CaO. CaO của chúng ta mà chui vào nước thì nó tạo thành CaO2 lần. CaO2 lần tác dụng với NH4 cộng để tạo thành NH3 bay lên, đúng chưa? Do nó tạo thành NH3 bay lên thì là toang, đúng không? Đây, NH4 cộng này. CaO mà vào nước thì tạo thành OH trừ cộng với OH trừ. Thế là nó tạo thành NH3 bay lên. Thế thì bao nhiêu công sức mình bón phân thì là nó bay hết nhá. Được chưa? Ba la mã. Thế thì cả hai cái phân nitrat và phân amoni nó đều có nhược điểm. Thế chính vì vậy nên loài người chúng ta nghĩ là một loại phân khác, đó là phân ure. Phân ure để khắc phục cái nhược điểm của cả phân amoni và phân nitrat. Thì phân ure thì mình có là phương trình phản ứng điều chế. Phương trình phản ứng điều chế là cho NH3 cộng với lại CO2, nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành NH2 hai lần CO. Được chưa? Các em tự cân bằng nhá, nhá, tự cân bằng nhá. Hình như NH2 hai lần CO xong rồi còn phải cộng thêm cả nước nữa sao ạ? Cộng cả nước nữa. Các em tự cân bằng nhá. Được chưa? Thế thì phân ure này thì nó sẽ có một cái ưu điểm là môi trường trung tính này. Môi trường trung tính này. Và hàm lượng nitơ trong phân cao. Hàm lượng nitơ trong phân cao. Đấy nhá. Đấy là mấy cái ưu điểm về phân ure. Thế còn lại ở trong đất nhá. Trong đất thì phân ure nó sẽ có cái phản ứng đặc biệt sau này với nước này. NH2 tất cả hai lần CO cộng với lại H2O thì nó sẽ tạo thành là NH4 hai lần CO3. Được chưa? Xong nhá. Đấy là về xong phân ure. B lớn. Phân lân. Phân lân này thì nó cung cấp cái nguyên tố
phosphor cho cây trồng. Hàm lượng đánh giá này, đánh giá hàm lượng, hàm lượng để đánh giá hàm lượng của phân lân thì bằng phần trăm khối lượng của P2O5 trong phân nhé. Thằng phân đạm thì là đánh giá hàm lượng bằng phần trăm của nitơ, còn lại phân lân thì đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của P2O5 trong phân. Được chưa? Thế thì phân lân của chúng ta thì nó cũng chia thành hai loại nhé. Một loại là phân super phosphat, một là mã là phân super phosphat, một loại là super phosphat. Ok chưa? Một loại phân là super phosphat. Thế thì super phosphat đầu tiên đó là super phosphat đơn. Super phosphat đơn. Super phosphat đơn thì được phương trình điều chế, điều chế nó thì bằng cách cho thằng Ca3PO4 hai lần cộng với lại H2SO4 đặc để tạo thành CaH2PO4 tất cả hai lần cộng với lại H2SO4, sorry, H cộng với lại Ca2SO4. Ca bút xóa rồi. CaSO4. CaS1. Ok nhá. Thì đấy là phân super phosphat đơn. Và chúng ta nhìn thấy là phân super phosphat đơn thì do nó tạo thành CaS4 nên nó sẽ có thành phần chính. Thành phần chính của phân super phosphat đơn sẽ bao gồm là CaH2PO4 tất cả hai lần và CaS4. Cái này rất hay bị hỏi nhá trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thế chính vì vậy nên là super phosphat đơn người ta sẽ không ưu tiên sử dụng nhiều do nó bị lẫn cái tạp chất là thạch cao CaS1. Thế, từ vậy nên người ta phải nghĩ ra một cái phân nữa là phân super phosphat kép. Super phosphat kép. Super phosphat kép thì được điều chế, được điều chế bằng phương pháp là đầu tiên là cho Ca3 này, PO4 này tất cả hai lần cộng với lại H2SO4 đặc để tạo thành CaSO4 cộng với lại H3PO4. Sau khi H3PO4 tạo thành này thì mang thằng H3PO4, H3PO4 trải qua hai phương trình nhé, cộng với lại Ca3PO4 hai lần để tạo thành CaH2PO4 tất cả hai lần. Được chưa? Đấy, thế thì cái thằng phân super phosphat kép này thì nó giải tỏa được cái điều mà thằng phân super phosphat đơn không làm được, đó là thành phần chính của nó lúc này bây giờ chỉ còn có mỗi thằng CaH2PO4 tất cả hai lần thôi. Được chưa? Đấy, thế vậy là super phosphat đơn chúng ta nhớ nhá, thành phần chính hay bị hỏi nhiều nhất này. Super phosphat kép thành phần chính này, chúng ta chỉ ghi trọng tâm thôi, những cái gì hay hỏi thì chúng ta học về nó nhá. Được chưa? Ngoài ra là có cả phân lân nung, nung chảy chúng ta không cần quan tâm nhiều. C là phân kali. C là phân kali. Phân kali thì nó cung cấp nguyên tố kali cho cây trồng và đánh giá hàm lượng. Và đánh giá hàm lượng thì đánh giá là bằng phần trăm khối lượng của K2O nhá. Đánh giá hàm lượng bằng cách là đánh giá phần trăm khối lượng của K2O trong phân. Ngoài ra thì chúng ta còn một số cái thằng phân khác cần lưu ý sau nhé. Ngoài ra thì mình vẫn còn phải lưu ý một số thằng phân khác mình phải thuộc đấy. Là D là phân bón phức hợp. D là phân bón phức hợp. D này, thuộc thôi. Phân phức hợp. Đấy, thế các em còn nhớ phân phức hợp là gồm những thằng nào không? Phân phức hợp là gồm những thằng nào? Phân phức hợp nhá. Ví dụ như amophốt. Amophốt là phân phức hợp, rất hay bị hỏi nhé. Thì có là amoni và phosphat, đúng chưa? Là NH4 này, H2PO4 và NH4 hai lần HPO4. Được chưa? Chết, P viết hơi tụt. Hai lần. Các em sửa thấy nhé, HPO4. Đây. Ok chưa? Và còn một cái nữa, đây là phân hỗn hợp. E nhỏ phân hỗn hợp, ghi nốt ở đây. E nhỏ
Phân hỗn hợp. Phân hỗn hợp. Này rất hay bị hỏi nhá. Phân hỗn hợp thì nó là gồm là ví dụ như là phân nitro phosca là cái phân gọi là phân hỗn hợp của hai thằng sau NH4 hai lần HPO4 và KNO3. Đấy. Thế là xong toàn bộ về phân.